giảm ngay hoa mắt chóng mặt sau 3 ngày bằng bài thuốc cực hay. Hoa mắt là cảm giác mà người bệnh cảm thấy họ sắp té xỉu. Hoa mắt thông thường sẽ được cải thiện hoặc biến mất khi bệnh nhân được nằm nghỉ ngơi. Nếu bệnh trầm trọng hơn, có thể dẫn đến bất tỉnh. Bệnh nhân đôi khi có cảm giác buồn nôn, rồi sau đó là ói mửa. Chóng mặt là cảm giác mà bệnh nhân cảm thấy vật thể xung quanh họ chuyển động, cảm giác như họ bị xoay vòng vòng, té ngã hoặc mất thăng bằng. Khi cơn chóng mặt nghiêm trọng, bệnh nhân sẽ buồn nôn và ói mửa, gặp khó khăn khi đứng hoặc đi, có thể mất cân bằng và té ngã. Hoa mắt, đầu óc quay cuồng thường không phải do những bệnh tật nghiêm trọng, mà do giảm huyết áp và lưu lượng máu tới não một cách đột ngột, do thay đổi tư thế một cách đột ngột. Có một bài thuốc dân gian đã được rất nhiều người áp dụng và chữa khỏi căn bệnh này. Vậy bài thuốc đó gồm những nguyên liệu gì? Mời các bạn cùng tham khảo qua video sau. Bạn cần chuẩn bị. Đầu tiên là một nắm ngải cứu, khoảng 100g. Thứ hai là 100g hoa thiên lý. Nguyên liệu thứ ba là một nắm lá đinh lăng. Để sử dụng ba nguyên liệu này, bạn cần thực hiện theo các bước như sau. Bước 1 là bạn rửa sạch các nguyên liệu để hết đất cát và bụi bẩn. Sau đó bạn chỉ cần chuẩn bị một nồi nước. Chúng ta sẽ đun sôi khoảng 1,5 lít nước. Khi nước sôi thì bạn cho lần lượt các nguyên liệu là đinh lăng, ngải cứu và hoa thiên lý vào. Bạn sẽ đun sôi trong vòng 5 phút cho các nguyên liệu tiết ra các chất một cách đáng kể nhất. Với bài thuốc này, bạn hãy lọc riêng phần nước và phần bã. Đối với phần nước, bạn có thể dùng uống trong ngày. Nếu như nhiều thì bạn có thể bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để dùng dần. Bạn biết không, chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng bài thuốc, bệnh hoa mắt, chóng mặt, đau đầu của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể và dứt điểm. Vậy vì sao bài thuốc lại có công dụng tuyệt vời như thế? Mời các bạn cùng tìm hiểu công dụng của bài thuốc như sau. Trong bài thuốc có 3 nguyên liệu chính gồm đinh lăng, ngải cứu và hoa thiên lý. Một trong những phương pháp điều trị bệnh rối loạn tiền đình được nhiều người áp dụng và thành công đó là dùng cây đinh lăng. Vì nó có tác dụng giảm triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngủ ngon giấc, lưu thông khí huyết, tinh thần thoải mái và sảng khoái hơn. Còn đối với ngải cứu, như chúng ta đã biết, nguyên nhân gây rối loạn tiền đình là do thiếu máu lên não. Và ngải cứu có công dụng điều hòa và lưu thông máu lên não rất tốt. Do vậy, sẽ giúp giảm ổn định lượng máu lên não ở người mắc rối loạn tiền đình. Từ đó giảm dần các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt do bệnh gây ra. Còn theo những nghiên cứu của Đông y, hoa thiên lý có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bồi bổ, thanh nhiệt, giải độc, nâng cao sức khỏe, là một vị thuốc an thần, có thể đánh tan những cơn đau đầu vô cùng hiệu quả. Bài thuốc mà chúng tôi giới thiệu là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba nguyên liệu đinh lăng, ngải cứu và hoa thiên lý, rất đơn giản phải không các bạn? Hy vọng video của chúng tôi sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên chia sẻ để nhiều người biết đến. Và hãy ấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để cập nhật những video mới nhất về sức khỏe cho bạn và gia đình bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Dược phẩm 365.com, chất lượng vì cuộc sống.